thứ năm sau Chúa Nhật 28 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật: Khốn cho các người xe lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xê lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zacharia, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gầy bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ được Thiên Chúa kêu gọi để trở nên phát ngôn viên cho Ngài trước toàn dân. Sứ điệp của Thiên Chúa có khi là những lời cảnh báo, răn đe, nên công việc của ngôn sứ không dễ được mọi người đón nhận. Ngôn sứ cũng dám nói những điều chưa tốt nơi hàng tư tế, những hư hỏng, bất công của vua quan. Do vậy, ngôn sứ thường bị bắt hại. Khi người Do Thái thời Đức Giêsu xây lăng mộ cho các ngôn sứ, thì họ chứng tỏ họ chẳng ăn năn và sám hối về việc tổ tiên họ đã không nghe giáo huấn của các ngôn sứ mà giết chết các vị ấy. Trái lại, còn tán thành. Sứ điệp của các ngôn sứ bây giờ cũng chẳng có giá trị và ý nghĩa gì đối với họ. Họ xây lăng mộ cho các ngôn sứ, nhưng chuyện bắt bớ và sát hại các ngôn sứ thì vẫn kéo dài. Như vậy, thế hệ hiện tại cũng phải chịu trách nhiệm về tội ác quá khứ, vì chính họ đang nhúng tay vào việc bắt hại người được Thiên Chúa sai đến để thi hành thánh ý Ngài. Thưa cộng đoàn, người Pha-ri-siêu và thông luật thường tự hào vì họ luôn chu toàn những tập tục và lề luật của cha ông. Nhưng họ chỉ tuân giữ cách máy móc, hình thức, mà thiếu tinh thần và cái tâm. Đức Giêsu khiển trách họ là giả hình. Họ giả hình bởi vì họ che đậy tội lỗi bằng cách xây dựng những nấm mộ hào nhoáng cho các ngôn sứ mà không tuân giữ những giáo huấn của các ngài. Họ chỉ tuân giữ lề luật bên ngoài và lên án người công chính. Hơn nữa, người thông luật là những người hiểu biết lề luật thánh kinh. Họ được coi là những người lãnh đạo dân chúng vì họ nắm giữ chìa khóa của sự hiểu biết. Thế nhưng, thay vì phục vụ, hướng dẫn người khác, họ sử dụng sự hiểu biết để bắt người khác phục vụ cái tôi của mình. Trong cuộc sống, người tín hữu luôn được mời gọi mở lòng sống công bằng và bác ái, thành thật và quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân, biết đón nhận, lắng nghe và sống lời Chúa. Đồng thời, sứ vụ của người tín hữu là loan báo tin mừng, giới thiệu Chúa cho anh chị em chung quanh, để mọi người đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết chu toàn sứ vụ ngôn sứ của mình qua đời sống cầu nguyện, bác ái, biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn thi hành, hầu tin mừng và tình thương của Thiên Chúa đến với muôn người. Amen.